Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 2 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, địa danh Hòn Đá Bạc là một trong ba cụm đá nhô cao khoảng 50 mét so với mực nước biển, bao gồm Hòn Trọi, Hòn Ông Ngộ và Hòn Đá Bạc. Nơi đây thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ của những phiến đá nhô cao trơi trọi, xếp chồng lên nhau tạo thành những núi đá sừng sững đón những đợt sóng xô bờ tung bọt trắng xóa. Cùng với đó là những khu rừng nguyên sinh tươi tốt đầy sức sống. Với diện tích khoảng 6,43 ha, đến với cụm đảo này, du khách vừa được tận hưởng bầu không khí trong lành của biển trời, khám phá vẻ đẹp độc đáo của địa danh này. Ngoài ra, quý vị có thể tham gia các hoạt động thú vị khác như là tắm biển, câu cá, câu mực hay cùng ngư dân lặn xuống biển bắt những con hàu bám chặt vào những khe đá để có một bữa thưởng thức hải sản thật tươi ngon. Không chỉ vậy, địa danh này còn mang những giá trị văn hóa tâm linh rất đặc trưng của miền biển. Do vậy, du khách cũng đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm lăng ông Nam Hải để lắng nghe những truyền thuyết kỳ bí về cá ông cứu người gặp nạn trên biển hay chiêm ngưỡng bộ xương cá voi lớn được người dân thờ phụng. Dự báo trong 3 ngày tới, thời tiết tại Cà Mau không mưa, ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 31-33 độ, nên khá thuận lợi cho hoạt động ngoài trời cũng như tham quan du lịch của du khách khi đến với vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Trong khi đó, với các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, cường độ nắng khá mạnh về trưa chiều mang lại tiết trời oi nóng hơn cho khu vực, với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 35-36 độ. Nên du khách khi có hoạt động tham quan dã ngoại ngoài trời trong khoảng thời gian này thì nên có những biện pháp chống nắng đầy đủ và bổ sung nước cũng như khoáng chất cho cơ thể. Tây Nguyên cũng là nơi có thời tiết ổn định và khá thuận lợi cho du lịch trong 3 ngày tới khi mà trời hầu hết không mưa. Ban ngày trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29-32 độ. Tuy nhiên, trời dần về đêm cảm giác sẽ lạnh hơn khi mà nhiệt độ hạ thấp xuống và dao động từ 17-20 độ. Khu vực Đà Lạt trời rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 13-15 độ. Trong khi đó, tại khu vực Bắc Bộ, trong 2 ngày tới do ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên những cơn mưa rào kèm dông sẽ xuất hiện trên hầu khắp khu vực. Có những điểm mưa vừa mưa to, mưa lớn nhất tập trung đa phần ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, trời sẽ chuyển rét trên toàn khu vực. Tuy nhiên, qua đến ngày 5 tháng 3, những cơn mưa sẽ giảm dần trên toàn khu vực. Chủ yếu chỉ còn mưa rào rải rác tập trung ở phần phía Đông Bắc Bộ. Trời vẫn còn rét với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 21-24 độ. Riêng khu vực Tây Bắc dao động từ 24-27 độ. Đến với các tỉnh Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên toàn khu vực vẫn khá tốt với tiết trời ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong ngày là 26-29 độ với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 30-32 độ với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Tuy nhiên, trời dần về chiều tối, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chuyển nhiều mây, bắt đầu có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trên khu vực. Từ đêm mùng 3 tháng 3, những cơn mưa sẽ lan dần xuống phía Nam và còn mở rộng xuống cả khu vực Bình Định Phú Yên trong ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3. Từ đêm mùng 4 sang ngày mùng 5 tháng 3, khu vực Bắc Trung Bộ trời trở rét. Trong khi đó, các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Ninh Thuận, thời tiết trong ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3 vẫn chủ yếu là ít mưa, ngày nắng, có lúc gián đoạn, cường độ nắng thì không mạnh. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Còn bây giờ sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!